tục là chuyên mục điểm báo, một trong những chuyên mục nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả. Thưa quý vị, gần một tháng qua chúng ta không ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Báo chí từ tràn ngập những thông tin y tế, nay dành nhiều trang để phản ánh về hậu COVID-19 khi cả xã hội đang dần thiết lập trở lại hoạt động bình thường. Lúc này đây, vấn đề được nhiều người quan tâm và báo chí cũng kịp thời phản ánh, đó là làm sao diệt được virus trì trệ, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Người dân, đặc biệt là những lao động tự do, những người bị mất việc, giảm lương vì dịch bệnh, vượt qua được khủng hoảng như thế nào. Bên cạnh đó, báo chí sáng nay cũng dành nhiều trang phản ánh đến những vấn đề giáo dục được nhiều phụ huynh quan tâm, như là học sinh tiểu học mầm non trở lại trường học, môi trường đã an toàn hay chưa? Hay hiện các trường đại học đang chuẩn bị phương án tuyển sinh riêng như thế nào? Và còn nhiều bài viết đáng chú ý hơn nữa. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết của các báo. Đầu tiên sẽ là báo Lao động trên trang 3 với tiêu đề "Diệt virus trì trệ, đón cơ hội đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế". Thưa quý vị, tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp vừa được tổ chức ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh, chúng ta đã chứng kiến tinh thần chống dịch như chống giặc, giờ đây là lúc chống trì trệ như chống dịch. Tinh thần này cần phải được thúc đẩy, tiếp nối chỉ đạo cũng như tinh thần này trên báo Lao động sáng nay có bài viết trên trang 3, "Diệt virus trì trệ, đón cơ hội đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế". Bài viết trích dẫn ý kiến nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, với cộng đồng doanh nghiệp, việc xóa bỏ virus trì trệ còn là yêu cầu quan trọng để đón bắt các cơ hội đầu tư, đặc biệt là làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam đang ngày càng rõ nét như hiện nay. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề xuất, đề nghị chính phủ giao các bộ ngành phối hợp với CCCI, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp triển khai sớm một chiến dịch vận động xúc tiến đầu tư chiến lược ở tầm quốc gia để tiếp cận trực tiếp với đại bản doanh của các chuỗi cung ứng toàn cầu, chủ động tham gia kiến tạo và vận động đưa các công đoạn sản xuất, kinh doanh phù hợp, có giá trị tăng cao hơn vào Việt Nam mà không thụ động chờ họ tìm đến với mình. Cùng quan tâm về vấn đề này thì trên báo Công an Nhân dân sáng nay có bài viết trên trang 4 phản ánh thực trạng doanh nghiệp khó tiếp cận chính sách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bài viết đưa ra con số thống kê từ Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, có đến 61% doanh nghiệp cho biết gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận các chính sách hỗ trợ của chính phủ và thành phố. 28% cho rằng quy trình thủ tục phức tạp, 14% đánh giá cơ quan hướng dẫn chưa nhiệt tình và 9% không giữ được người lao động để hoạt động. Việc doanh nghiệp chứng minh thiệt hại do COVID-19 chính là rào cản khiến quá trình triển khai các gói hỗ trợ kéo dài. Ngay cả khi doanh nghiệp đáp ứng điều kiện của các ngân hàng thì số vốn giải ngân cũng không đáp ứng được nhu cầu tái đầu tư sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp rất cần được các cơ quan chức năng tháo gỡ những rào cản để doanh nghiệp có động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thưa quý vị, dịch COVID-19 tác động rất nhiều đến nền kinh tế của Việt Nam và một trong những ngành nghề chịu ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là ngành du lịch. Và để có thể hồi phục lại ngành du lịch sau hậu COVID-19 đã đóng băng nhiều tháng, đã khiến nhiều doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây cũng đã công bố cuộc vận động Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Các chương trình nội dung chuẩn bị cho cuộc vận động này đã được báo Tuổi Trẻ đăng tải trên trang 16-17 với tựa đề "Vận động Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam". Theo đó, một trong những mục tiêu của chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam là đưa các doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không, dịch vụ du lịch cùng ngồi lại với nhau để cho ra những mức giảm thật hấp dẫn, khuyến khích sự phấn khích của du khách lẫn tinh thần yêu nước của người Việt với cảnh đẹp quê hương, ủng hộ doanh nghiệp nội. Hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, triển khai, báo Tuổi Trẻ chính thức khởi động diễn đàn du lịch ấn tượng Việt Nam với nhiều bài viết giới thiệu về các địa điểm du lịch hấp dẫn, cung cấp nhiều thông tin bổ ích, thiết thực cho độc giả. Những ai đang quan tâm về giá vàng thì bài báo sau đây sẽ giúp cho quý vị có thêm thông tin được đăng tải trên trang 7 của báo Thanh Niên sáng nay. Dự báo giá vàng trong nước sẽ lên đến 59 triệu đồng một lượng. Như quý vị đã biết, đây là mặt hàng thường xuyên có sự biến động trong những thời điểm như dịch bệnh vừa qua. Hiện dự đoán được nhiều chuyên gia tổ chức uy tín thế giới đưa ra là vàng sẽ lên mức 2.000 đô la Mỹ một ounce. Nếu tính giá vàng thế giới ở mức 2.000 đô la Mỹ một ounce thì giá vàng trong nước sẽ ở mức là 58,9 triệu đồng một lượng. Căn cứ nào để đưa ra con số này? Bài viết trên Thanh Niên sáng nay đã đưa ra những điểm đáng lưu ý về giá vàng 4 tháng đầu năm nay. Quý vị quan tâm thì có thể tìm đọc trên báo Thanh Niên trang 7.
Thưa quý vị, và trên báo Tuổi Trẻ sáng nay với tiêu đề gốc khuất gạo dự trữ quốc gia, với nội dung để mua đủ 190.000 tấn gạo dự trữ năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng, Tổng cục Dự trữ và 22 cục dự trữ khu vực thông báo ngày 12 tháng 5 sẽ đấu thầu lại để mua 182.300 tấn gạo. Nhà nước phải chi thêm khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, có một nghịch lý là dù đã trúng thầu, nhưng đến phút cuối, nhiều doanh nghiệp lại xù hợp đồng và không mua. Báo Tuổi Trẻ sáng nay có bài viết mổ xẻ về gốc khuất gạo dự trữ quốc gia, quý vị có thể tìm đọc. Bài viết cho hay hiện Thanh tra Bộ Tài chính đã phát hiện ra sai phạm ở 7 trên 22 cục dự trữ nhà nước, khu vực gồm Hà Bắc, Đông Bắc, Bắc Thái, Hà Nội, Hà Nam Ninh, Bình Trị Thiên và Thanh Hóa. Liệu có chuyện 7 cục này nói trên thông đồng với doanh nghiệp hủy hợp đồng rồi chờ để bán gạo giá cao hơn hay không? Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Việt Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục dự trữ nhà nước cho biết sai phạm của 7 cục này đã rõ khi cho gửi nhờ gạo trong kho của nhà nước. Tới đây, Tổng cục Dự trữ sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra theo quý hoặc đột xuất để giám sát chặt chẽ hơn. Về trách nhiệm khi hàng loạt cục sai phạm, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ thừa nhận sai đến đâu sẽ nhận đến đó, còn chủ yếu là cấp cục phải nhận trách nhiệm. Thưa quý vị, về gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng, rất là nhiều người thuộc đối tượng nhưng mà họ sẵn sàng không nhận để nhường lại cho những đối tượng khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Và đúng như ý nghĩa của Việt Nam của chúng ta, lá lành đùm lá rách. Theo bài viết thì có nhiều người dân, dù thuộc diện thụ hưởng đã chủ động xin không nhận hỗ trợ. Họ làm điều này với hy vọng có thể giảm bớt khó khăn cho nhà nước. Bài viết đăng tải chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hòa, tổ trưởng khu phố Chiến Thắng, vườn Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, trên địa bàn có một số hộ, dù kinh tế tương đối khó khăn, nhưng đã từ chối nhận tiền hỗ trợ và xin được dành phần này cho người khác. Không những thế, có những người còn đóng góp thêm các nhu yếu phẩm, thực phẩm như là gạo, mì tôm và phong trào thiện nguyện của tổ dân phố. Bài báo được trích đọc trên báo Phụ Nữ Việt Nam trang 5 với tiêu đề Lá sách ít đùm lá sách nhiều. Cũng ngày hôm nay thì nhiều trường tiểu học và mầm non chính thức đón học sinh trở lại sau thời gian nghỉ dịch Covid-19 kéo dài. Và theo như các em học sinh chia sẻ thì có lẽ đây là kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử. Trước đó thì cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng đã dần quay trở lại trường. Cũng như bao trường học khác thì trường trung học cơ sở Quảng Hòa, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông đã mở cửa đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Oái âm thay thì trong số này có một số em vừa lập gia đình. Phản ánh câu chuyện trên, báo Người Lao Động sáng nay có bài viết Tranh thủ dịch Covid-19, học sinh rủ nhau cưới trên trang 15. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tôn Đông Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hòa, cho biết tỷ lệ người đồng bào Hơ Mông chiếm hơn 70%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 60% dân số của xã. Thực tế, tình trạng tảo hôn đã xảy ra nhiều năm qua và đang có chiều hướng giảm dần 3-4 năm trở lại đây. Không chỉ chính quyền địa phương hàng năm, các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh cũng đã có những chương trình lồng ghép, tuyên truyền vận động cho người dân hiểu về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Dù vậy, do phong tục tập quán của người Hờ Mông là lập gia đình sớm nên vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Còn với những người trong độ tuổi thanh niên như chúng tôi đây thì đang phải gặp tình trạng đó chính là ngán kết hôn và sinh con. Lý do như thế nào thì xin mời quý vị có thể tìm đọc trên trang 3 báo Tiền Phong với tiêu đề Chi phí đắt đỏ khiến giới trẻ ngán kết hôn sinh con. Việc kết hôn vào đúng thời điểm khi người trẻ đủ tuổi, đủ kiến thức, kỹ năng luôn được khuyến khích không chỉ theo luật mà còn từ những chính sách xã hội khác. Như vừa qua, Thủ tướng đã ký quyết định số 588 phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030, trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con cùng nhiều vấn đề khác. Chia sẻ xung quanh về quyết định số 588, báo Tiền Phong sáng nay cũng đăng bài phỏng vấn đại biểu Quốc hội Phan Viết Lượng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội với bài viết chi phí đắt đỏ khiến giới trẻ ngán kết hôn sinh con. Đáng chú ý có lẽ chính là câu trả lời cho câu hỏi này. Trong bối cảnh hiện nay, có nên cân nhắc xem xét sửa đổi quy định đảng viên không sinh con thứ ba cho phù hợp tình hình hay không? Đại biểu Quốc hội Phan Viết Lượng cho biết, hiện quyết định của Thủ tướng mới chỉ là khuyến khích sinh đủ hai con, còn kỷ luật là kỷ luật sinh con thứ ba, thứ tư. Hai quyết định này không có gì mâu thuẫn cả. Tuy nhiên, nếu chưa bỏ được quy định này thì cũng nên xét đến tính chất mức độ vi phạm của người sinh con thứ ba trong hoàn cảnh nào. Ví dụ, có những người đã sinh hai con nhưng lại không được như ý, bị khiếm khuyết gì chẳng hạn, hay sinh con một bề nên họ muốn sinh con nữa thì có được phép hay không?
cũng có thể xem xét hạ bớt mức độ kỷ luật trong trường hợp như vậy. Theo chúng ta thì nên nới lỏng theo hướng như vậy và cần xét đến điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi cán bộ và đảng viên. Thưa quý vị, và đến với chuyên mục giáo dục thì trên báo Pháp luật Việt Nam cũng chia sẻ về hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2020. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, tuyển sinh 2020 cơ bản sẽ giữ ổn định như 2019 để tạo bình yên cho xã hội, hứng khởi cho học sinh cùng đất nước vượt qua khó khăn thời dịch bệnh. Và bởi kỳ thi được giao về địa phương nên phía các trường đại học cũng mong muốn tăng cường khâu thanh tra, hậu kiểm. Phản ánh về vấn đề này thì báo Pháp luật Việt Nam sáng nay có bài viết trên trang chính "Tuyển sinh năm 2020 cần tăng cường thanh tra, hậu kiểm". Bài viết trích dẫn ý kiến nhiều lãnh đạo các trường đại học cho rằng cả hệ thống chính trị cần vào cuộc để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng để các trường đại học yên tâm xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi này. Bởi năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có giao trách nhiệm cho địa phương nên cần tăng cường giám sát để phòng ngừa tất cả những điều không mong muốn xảy ra. Mong muốn Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục hỗ trợ các trường và đôn đốc hơn nữa khâu thanh tra, giám sát, hậu kiểm. Trao đổi về phương án tuyển sinh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho biết, Bộ đã chủ động dự đoán các tình huống để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tuyển sinh phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Tinh thần chung là làm sao để công tác tuyển sinh diễn ra nhẹ nhàng, đáp ứng được các yêu cầu và thí sinh an yên tâm, dư luận đồng tình. Và còn rất nhiều những thông tin đáng chú ý trên các báo sáng nay, quý vị có thể tìm đọc hoặc quý vị có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của kênh VTC9. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin tiếp theo.